thước đo cuộc sống. Muôn vật trong đời, muôn sự ở đời, muôn việc của đời đều đòi cân đo đong đếm. Vì bất cứ vật gì, sự gì, việc gì cũng cần được phân định to nhỏ, ngắn dài, nặng nhẹ, cao thấp, béo gầy, nhanh chậm, nhiều ít. Nghĩa là cần được định giá, định hình, định lượng. Để cân đo đong đếm, người ta có đơn vị đo lường, gọi tắt là thước đo. Như đo khoảng cách, người ta có đơn vị mét. Đo nặng nhẹ, có đơn vị kilo. Đo nhanh chậm, có đơn vị giờ, phút, giây. Nhưng cuộc sống không chỉ gồm có sự vật, sự việc, mà trên tất cả và trước tất cả, cuộc sống được làm thành bởi những con người sống động, mà ngoài thân xác có thể đo lường bằng đơn vị thước đo bình thường, còn những giá trị tâm hồn, những phẩm chất tinh thần không thể cân đo đong đếm bằng những thước đo vật chất. Đó là phẩm giá, phẩm hạnh, phẩm chất hay tính hơn tật xấu, là tầm thường cao cả, là niềm vui nỗi buồn, là yêu thương thù hận, là hạnh phúc bất hạnh, là thất vọng hy vọng, là thất bại thành công. Để có thước đo những giá trị tinh thần vừa kể, người ta tìm về lương tâm, vì lương tâm là tiếng nói thiêng liêng vô hình, đáng tin cậy, luôn có mặt trong mỗi người và không ngại lên tiếng nhắc nhở, cảnh báo, trách móc, khen ngợi, tuyên dương, trừng phạt, tùy theo ý hướng, động cơ, hành vi tốt lành, cao thượng hoặc tồi tệ, xấu xa của chủ thể. Bên cạnh lương tâm là tôn giáo, với những quy luật thuộc phạm vi luân lý tín điều, dựa trên đó, ý nghĩ, lời nói, việc làm của tín đồ, tín hữu được thẩm định, đánh giá. Ở đây, chúng ta không đi sâu vào tôn giáo, cũng không nại đến tòa án lương tâm và gượng ép tìm cho ra một đơn vị thước đo các giá trị tinh thần, nhưng tập trung vào việc truy tìm một đơn vị thước đo cuộc sống mang tính phổ quát, nghĩa là áp dụng cho tất cả mọi người, bất luận người đó là ai, kể cả vô thần hay hữu thần, tin hay không tin. Trước hết, khi nhìn vào cuộc sống, chúng ta nhận thấy tương quan giữa tôi và người khác, giữa bản thân và tha nhân, giữa cá nhân và tập thể là nền tảng của sinh hoạt xã hội, vì con người là con vật có xã hội tính, và liên đới giữa người này với người kia là yếu tố quyết định hạnh phúc của mỗi người và mọi người mà không ai có thể chối cãi. Một gia đình chỉ có hạnh phúc khi tương quan giữa các thành viên trong gia đình là tương quan hài hòa tốt đẹp. Một thôn xóm bình an khi tương quan giữa bà con lối xóm mang diện mạo tương kính thuận hòa. Một tình bạn bền vững khi tương quan giữa những người là bạn hữu của nhau không tanh mùi lợi dụng, thống trị, sở hữu. Thế nên, tương quan giữa con người với nhau mới chính là chìa khóa mở ra chân trời tươi sáng cho cuộc sống, và là con đường đưa con người đến bến bờ hạnh phúc an lạc. Nhưng nếu tương quan liên đới hệ trọng và có tính quyết định trong cuộc sống, thì tương quan ấy ắt phải cần đến một đơn vị thước đo để biết chính xác tình trạng của tương quan, mức độ của tương quan, hiện trạng của liên đới, hầu bảo đảm kết quả hạnh phúc. Mà đã là con người thì ai cũng mong ước trông đợi tìm kiếm. Vì là thước đo tương quan của tôi với người khác, bản thân với tha nhân, cá nhân với tập thể, nên thước đo tương quan bắt buộc phải được hình thành từ tương quan này, hoặc ít nhất từ một trong hai phía, tôi hoặc người khác, bản thân hoặc tha nhân, cá nhân hoặc tập thể. Và trải qua bao nhiêu đời, giữa bao thăng trầm của cuộc sống, với bao nhiêu kinh nghiệm cá nhân cũng như cộng đồng, các bậc thánh nhân và hiền nhân quân tử, cũng như những con người được lưu danh muôn thuở, đều chân nhận một điều. Đó là cuộc sống con người có hai thước đo. Một là thước đo vị kỷ, hai là thước đo vị tha. Nếu lấy vị kỷ làm thước đo cuộc sống,
thì đơn vị của thước sẽ là một thước ngắn, nên chỉ đo được một cuộc đời bủn xỉn, chật hẹp. Nếu lấy vị tha làm thước đo cuộc sống, đơn vị của thước sẽ là vô hạn, vô biên, nên sẽ đo được một cuộc đời vĩ đại. Chúng ta ai cũng chỉ sống một cuộc đời, và một lần vào đời làm cuộc sống, nên chắc chắn không ai muốn đời mình là một đời vô tích sự, vô giá trị, không ý nghĩa. Nhưng mơ ước một đời sống đẹp, sống tốt, sống thật, sống hữu ích là những giá trị mà chỉ có thước đo vị tha mới có thể cho ra kết quả như lòng mong ước. Cuộc đời trôi qua như làn hương trầm, cuộc đời trôi qua như làn gió dâng ngang giữa lưng trời. Cuộc đời theo thời gian trôi mãi vào tương lai, cuộc đời với điểm dừng trong tiếng hát yêu thương. Sống trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Hãy sống để cười mãn nguyện khi phải ra đi. Cuộc đời yêu thương hủy bỏ thân mình, cuộc đời hy sinh cho hạnh phúc yêu thương của muôn người. Cuộc đời sống đẹp tươi luôn mãi vì yêu thương đẹp người với cuộc đời hy sinh sống yêu thương. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Hãy sống để khuyên mãn nguyện